Trần Vũ Hải lại xuyên tạc cuộc chiến chống tham nhũng. Bản chất là một kẻ cơ hội thì luôn biết tận dụng mọi tình huống, mọi vụ việc để vụ lợi. Bản chất của một kẻ trí trá lươn lẹo, tiểu nhân thì luôn chỉ nghĩ cách xuyên tạc bịa đặt bằng mọi giá. Rất tiếc, cả hai bản chất đấy đều được tô đậm trong con người Trần Vũ Hải. Cuộc chiến chống tham nhũng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đang được nhân dân đồng tình ủng hộ, cho thấy không có vùng cấm, phải lôi bằng được con chuột ra khỏi bình mà không làm vỡ bình, đã cho thấy chủ trương chống tham nhũng mang đậm tính văn hóa Á Đông và chiều sâu nhân văn, cũng như tính chất khó khăn của cuộc chiến này mà ông Tổng Bí Thư đang là người lái con tàu. Hàng loạt quan chức cấp cao, thậm chí đã nghỉ hưu, đã bị lôi ra xử lý từ cựu Bộ trưởng Nguyễn Huy Hoàng cho đến cựu Ủy viên Bộ Chính trị, đang tại vị Đinh La Thăng. Ai cũng đều thấy rõ, cuộc chiến ấy chưa dừng lại, sẽ lôi dần dần những con chuột ra khỏi bình, thì kẻ cơ hội, trí trá, lươn lẹo như Trần Vũ Hải lại lộ ra là kẻ đang tìm cách phá, tìm cách xuyên tạc và tìm cách lợi dụng. Trong bình luận ngày 2 tháng 8 trên Facebook, giữa lúc dư luận đang hào hứng vì đã túm được con chuột đào thoát là Trịnh Xuân Thanh, thì Trần Vũ Hải đâm đặt rằng cuộc chiến này chỉ là bắt chước Trung Quốc, chỉ nhằm vào quan chức có nguồn gốc doanh nhân, vào những người đã về vườn. Xin trích. Việt Nam bắt chước diệt hổ nhưng chưa thấy bắt và xử án quan chức cao cấp nào, trong khi bắt và xử án hàng trăm doanh nhân hay quản lý doanh nghiệp thuộc loại có hạng. Ông Trịnh Xuân Thanh mang danh Phó Chủ tịch tỉnh nhưng bị bắt vì những việc do ông làm quản lý doanh nghiệp nhà nước. Có gì sai sai? Hay chống tham nhũng ở Việt là nhằm vào giới doanh nghiệp, đối tượng thường phải phục dịch, lại quả cho quan chức đủ hạng? Quan chức Việt chỉ vi phạm chơi chơi thôi, chứ không tham nhũng nên chỉ bị kỷ luật hay cùng lắm là bị cách chức, phần lớn là cái nguyên. Phải chăng bà Thứ trưởng một bộ đang bị chờ xử lý? Trước đó cả dàn lãnh đạo một bộ đã lên thớt, chắc chưa phải là quan chức theo góc nhìn của ông luật sư này. Tội phạm tham nhũng tất yếu liên quan đến doanh nghiệp sân sau. Vậy khi xử lý kẻ nhận hối lộ lại bỏ qua cho kẻ hối lộ, thì thử hỏi ông luật sư này đang đứng trên góc độ pháp lý nào khi xem xét một vụ án. Trước bình luận này, ông luật sư này tung lên miếng mồi nhử rằng các quan chức Việt nên học giới chính trị Mỹ trong việc thuê dàn luật sư tư vấn pháp lý cho mình để hạ cánh an toàn, tránh xảy ra những điều đáng tiếc lỡ trớn khi đương nhiệm. Đã bị chính ông Nguyễn Quang A và nhiều đồng bọn chỉ ra tâm địa cơ hội đều giả khi họ đều hiểu rõ bản chất của một luật sư cơ hội như Trần Vũ Hải là vẽ đường cho heo chạy. Việc bắt Trịnh Xuân Thanh để điều tra về vụ án tham nhũng khủng và phanh phui những kẻ liên can rõ ràng thể hiện quyết tâm của chính phủ sau hàng năm trời thương thuyết không thành công với chính phủ Đức và trong tình thế phía Đức đang định cấp quy chế tị nạn chính trị cho con chuột khủng này của Việt Nam. Trong khi phía Đức không có căn cứ thuyết phục nào chống lại Việt Nam, ngoài nguồn tin từ đám phản động như Bùi Thanh Hiếu đã vội vã trả đũa về ngoại giao đòi Việt Nam phải trả Trịnh Xuân Thanh về để cấp quy chế tị nạn, đã cho thấy một thế lực ở Đức đang chống lại tiến trình quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Song phía Việt Nam đang hành xử hết sức ôn hòa, mềm mỏng, vừa bóc trần và vừa chỉ mặt đặt tên thế lực ngầm này, vừa thể hiện thiện chí không muốn phá hỏng nền tảng quan hệ hai nước, thì Trần Vũ Hải lại hết lời ca ngợi sự chính nghĩa của Đức và bôi nhọ phía Việt Nam theo kiểu lãnh đạo Việt Nam cần làm mọi thứ để đừng làm xấu đi quan hệ hai nước, hãy chấm dứt những thủ đoạn dối trá hòng che mắt người Đức. Họ thuộc một trong những dân tộc có trí tuệ và kỷ luật nhất thế giới. Kiểu tham mưu của Trần Vũ Hải là chính quyền phải sử dụng đồng bọn của ông ta mới giải quyết được vấn đề và thí tốt một số quan chức để êm thấm vụ việc. Giải pháp của Trần Vũ Hải với người hiểu chuyện mới thấy hết sự đều giả, tầm lợm của ông ta. Một kẻ mà chính trong thâm tâm đã tự đánh mất đi lòng tự tôn, tự chủ dân tộc, cũng như chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo bằng những giải pháp dở nhất, đều cáng nhất, phá thối nhất. Khi một kẻ có học mà đều giả và bất lương thì tất sẽ có nhiều trò để chống phá. Trần Vũ Hải cũng giống như dàn luật sư nhân quyền tụ tập quanh ông ta trong cái gọi là nhóm luật sư vì công lý, là những kẻ chuyên khoác lác, nhận bào chữa miễn phí cho những nhà dân chủ, người khiếu kiện đất đai. Nhưng thực chất, khoản tiền khủng từ đám phản động quyên góp đưa cửa sau, cũng như đòi hợp đồng bóc tận xương tủy từ người dân khiếu kiện, vốn cùng đường nhưng bị chính đồng bọn trong làng dân chủ suối bẩy đưa đường tìm đến ông ta. Những thân chủ nạn nhân ở Thái Nguyên, Nam Định, Tây Nguyên khốn khổ và thậm chí làm đơn tố cáo chính quyền
khi nhận ra bản chất thật của hắn ta. Trong vụ đồng tâm mới đây, càng thấy rõ bản chất cơ hội lưu manh, đục nước béo cò của Trần Vũ Hải. Khi thấy mùi có thể nổi tiếng thì khua chiêng gõ mõ, bất chấp mọi thủ đoạn để nhảy vào đồng tâm. Khi thấy bất lợi, thua trắng bụng thì rút êm không kèn không trống. Đã bị Chủ tịch Nguyễn Đức Chung điểm đúng huyệt bằng cả bài giảng giáo huấn, cảnh cáo được truyền thông bê nguyên không thiếu chữ nào lên các báo. Những tưởng đã đủ y ê mặt. Làng dân chủ như ông Nguyễn Quang Hà đang sống dựa vào đám luật sư thiếu tài thiếu đức nhưng thừa lưu manh như Trần Vũ Hải, thao nào đánh đầu thua đó.